Minh Phương xin chào cả nhà thân yêu. Hôm nay là ngày 12 âm lịch, nhà mình còn bánh chưng, mình sẽ cắt cho các bạn xem nha. Bữa giờ ăn Tết rất là nhiều món. Ra Tết mình ăn bánh chưng mình cảm thấy rất là ngon luôn. Mình gói là hôm bữa là 28 Tết, mà đến bữa nay là 12 âm lịch, là gần nửa tháng rồi nha các bạn. Thì mình gói là mình đặt trên bàn thờ hết ngày mùng 1 thì mình mới đem bánh vào tủ lạnh mình cắt. Mà các bạn thấy cái bánh họ đến hôm nay vẫn ngon chưa? Đó, rất là ngon luôn. Nhìn hấp dẫn chưa? Đó. Bây giờ mình sẽ cắt ra từng miếng, mình sẽ đem đi vào lò vi sóng mình hâm lại. Nếu mà các bạn muốn ăn chiên thì chiên lên cho giòn ăn, còn mình thì thích hâm lại lò vi sóng, mình sẽ cắt ra từng miếng và mình đem đi hâm lại lò vi sóng. Nếu bạn nào mà muốn ăn thịt là dẻo giống như mình nấu ở trong bếp củi ra thì các bạn hâm vào lò 20 phút. Nhưng mà ăn nó mắc răng. Còn nhà mình thì mình hâm 10 phút thôi, dẻo dẻo ít ít thôi ăn cho nó đỡ mắc răng. Bây giờ mình cắt ra, mình cho vào dĩa để mình đem đi hấp vào lò vi sóng các bạn. À, hấp vào lò vi sóng ăn nóng rất là ngon luôn. Rồi mình mới chuẩn bị là dưa món. Dưa món thì mình cũng tự làm luôn, kiểu mình cũng tự làm luôn. Hôm nay thì có con nhỏ mình ăn nữa, mấy bé thì không ăn kiểu cho nên là mình sẽ lấy dưa món ra. Trong thời gian mình hâm bánh vào lò vi sóng thì mình đi chiên xúc xích. Chiên xúc xích ăn kèm với bánh rất là ngon luôn. Ăn với dưa món xúc xích thật là tuyệt vời luôn nha các bạn. Thì mình thích ăn dẻo ít cho nên mình hấp 10 phút thôi các bạn. Nó có đồ dẻo vừa vừa, ăn nó đỡ mắc răng. Mình thích kiểu như vậy mà nó lâu ngán. Ngon, miếng thịt đậu rất là ngon luôn. Các bạn nào muốn ăn dẻo thì các bạn hâm 20 phút. Đó, mình chiên xúc xích. Xúc xích này là mình được tặng xúc xích nhà làm nên cái rất là bự, xúc xích tươi. Đó, mình chiên mình ăn kèm với món xúc xích. Đó, bây giờ đây là chồng mình ăn các bạn, nhưng mà chồng mình ngại lên sóng mình chỉ quay gắp đồ ăn thôi. Ăn xong thì nhà con tráng miệng món dâu tây đó, chấm sữa này,
Chị ba thích chấm sữa nè. Đó, cô chú thấy trái dâu tây bự không? Dâu tây Đà Lạt mới hái luôn. Mẹ con tròn trái bự, thật là ngon. Đó, chị ba thích ăn sữa đặc. Chị hai thì ăn không, chấm muối. Đó, cô chú thấy ngon không? Chị ba là hay phụ mẹ quay video, mỗi lần mà mẹ mắc tay cô chú, chị ba, em út cũng phụ mẹ quay này. Em út thì thích ăn dâu tây với sữa chua. Sữa chua này mẹ cũng làm luôn cô chú. Đó, chua là mẹ làm đó. Bữa mẹ sẽ chia sẻ cách làm sữa chua không cần ủ cho cô chú coi. Sữa chua mẹ con làm rất là ngon. Cô chú ơi, cho mẹ con xin một nút đăng ký để mẹ con có thêm nhiều niềm vui. Con cảm ơn cô chú nhiều. Con cảm ơn cô chú rất nhiều đã ủng hộ